Chào tất cả các anh em của PN Gaming. Như vậy, đã hơn nửa tháng kể từ ngày Riot mở beta đấu trường chân lý mobile ở một số khu vực cho game thủ trải nghiệm. Dù không có server Việt Nam, nhưng hầu hết các game thủ Việt cũng đã được trải nghiệm thông qua các server nước ngoài, ngoại trừ những anh em đang sử dụng hệ điều hành iOS. Vì ở bản beta hiện tại, hệ điều hành iOS vẫn chưa được thử nghiệm vì một số vấn đề bên nhà phát hành. Và sau hơn nửa tháng thì trên các trang mạng cũng như các group đã có khá nhiều nhận định so sánh giữa hai phiên bản của đấu trường chân lý trên di động và PC. Chủ yếu nói về sự tiện lợi trên di động cũng như là những điểm tương đồng giữa cả bản PC và điện thoại. Tổng hợp tất cả các ý kiến đó lại thì hôm nay mình làm một video nhỏ để so sánh những điểm giống và khác nhau giữa hai phiên bản di động và PC đối với tựa game đấu trường chân lý. Về những mặt giống nhau, dù đưa qua phiên bản mobile nhưng Riot vẫn giữ được những đặc trưng trên phiên bản PC. Đầu tiên, anh em sẽ thấy màn hình tải trận quen thuộc từ bản PC ngay từ khi chuẩn bị bước vào trận đấu. Không bàn về lối chơi, vì nhiều người đã khá quen với đấu trường chân lý bản PC rồi. Tiếp theo là các chức năng như vòng đi chợ, rương đồ chia thành các loại xanh, vàng, hai trắng sau mỗi vòng đấu grip, hay ô nguyên tố hoàn toàn như cũ. Và thậm chí Riot Games vẫn giữ nguyên cách tra cứu khi bạn có thể nhấp vào tướng hay hệ tộc. Trang bị để biết chính xác các thông tin cần thiết giữa trận. Thời gian trung bình mỗi trận là 30 phút, thứ khá tiêu chuẩn với bản PC. Với các mức thời gian vòng đấu, vòng đi chợ, vòng đấu grip tương ứng, cho đến tỷ lệ ra tướng. Bên cạnh đó, bản mobile cũng mang những đặc tính riêng biệt không có trên PC và những điểm chưa thể cải thiện tốt như trên bản PC hiện tại. Thứ nhất, về mặt giao diện thì đấu trường chân lý mobile tối ưu hóa lại tất cả. Anh em sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách trực quan vì chỉ có nút chơi đơn độc bên phải màn hình mà thôi. Nó đã được đơn giản hóa trên phiên bản mobile. Và mình nghĩ có lẽ trong tương lai, Riot sẽ cập nhật thêm những tính năng mới trên giao diện này. Tiếp theo là có tùy chọn cấu hình, nhưng khá thất vọng khi anh em không thể nâng lên hạ xuống mà chỉ có thể chỉnh tiếng in-game mà thôi. Đây cũng là một điểm trừ lớn cho những anh em nào thích chơi game với đồ họa cao. Nhưng anh em đừng quá lo lắng vì đơn giản nó chỉ mới là bản beta. Về bộ sưu tập thì chỉ khi anh em vào phòng chờ chuẩn bị vào trận mới có thể tùy chỉnh chúng. Có lẽ trong tương lai, Riot Games sẽ có nút tắt cho tính năng này ngay tại màn hình chính để bạn có thể truy cập các linh thú hay sàn đấu ngay lập tức. Bộ sưu tập tới thời điểm này khá đa dạng các loại linh thú, cả ba nấc tiến hóa và sàn đấu, nhưng hình như vẫn chưa đầy đủ như bản PC và không cho mua lúc này. Có lẽ Riot Games chưa muốn người chơi phí tiền vào một đợt thử nghiệm. Đồ thì không có ô riêng để nữa mà sẽ tập trung bằng những biểu tượng to nằm ở bên trái màn hình để bạn có thể kéo vào tướng thay vì để ở một góc trên bản PC. Cũng dễ hiểu vì nếu không có sự chính xác của chuột trên PC thì bạn sẽ vô cùng khó khăn nếu muốn đưa một món trang bị vào chính tướng mình muốn. Có lẽ đây cũng là một điểm tiện lợi cho người chơi trên di động. Về mặt trải nghiệm người dùng, đấu trường chân lý mobile cho phép bạn xem trước những món trang bị nào có thể ghép lên từ các thành phẩm tương ứng. Bạn có thể kéo và thả tướng về cả hai phía cửa hàng trái và phải để bán chúng dễ dàng. Bên cạnh đó, không cần phần mềm thứ ba thì giờ đây bạn có thể tham khảo tỷ lệ ra tướng ngay trên màn hình cửa hàng. Tiếp theo là ô chọn tướng trong đấu trường chân lý mobile. Khi mở bảng chọn tướng thì ô tiền cũng sẽ hiển thị thêm nút lệnh để làm cho mới cửa hàng tướng, hay còn gọi là nút reset tướng. Đây cũng là một tính năng mới nhưng nó gây ra khá nhiều tranh cãi đối với các game thủ. Avatar của các vị tướng trên phiên bản mobile cũng bị tối giản hóa và xấu hơn rất nhiều so với bản gốc. Điều này cũng dễ hiểu vì có thể Riot muốn tối ưu hóa một cách tốt nhất để game thủ có những trải nghiệm trên cả những chiếc điện thoại giá rẻ, cấu hình thấp. Và đó là những điểm mới mà Riot đã cập nhật trên bản beta của đấu trường chân lý mobile được so sánh từ bản PC. Nó mang lại nhiều tiện lợi và bên cạnh đó cũng có một số mặt hạn chế. Còn anh em nghĩ sao về những thay đổi trên? Hãy để lại những ý kiến của anh em dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ đấu trường chân lý mobile và Liên minh huyền thoại tốc chiến nhé. Tạm biệt anh em.